lên phía dưới các bạn. Ok ok. Lên nào. Wow. Quý vị phụ huynh chúng ta có thể tiến lên phía trên để chụp hình các bé được. Rồi. Chúng ta còn 10 giây cuối cùng các bé. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 0.9, 0.8, 0.7, 0.6. Vẫn còn mở cửa nhà, vẫn còn nhanh mở nào, cửa. Nhanh nào. Nhanh chân, mãi vô. Rồi, các bạn chúng ta lui ra phía sau 2 bước, lui. Lui ra phía sau đảm bảo sự an toàn cho chị Hằng. Ok. Rồi, tắt nhạc. Tắt nhạc hoặc là mở nhạc nhỏ thôi. Ok. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với game show đầu tiên mang tên Nhanh Như Chớp Nhí. Ở đây bạn nào đã xem chương trình game show Nhanh Như Chớp Nhí giơ tay. Wow. Rồi, bỏ tay xuống. Đợt này là nhà Đại học Là Hồng là mắt động dữ lắm, cho nên là chú Cụ đã chẳng phải hết sức cẩn thận. Bây giờ chú Cụ chàng mỗi người sẽ có 5 câu hỏi nha. Bạn nào giơ tay trả lời đúng sẽ có quà, trả lời sai cũng có quà luôn nha. Rồi, câu đầu tiên các bạn muốn hỏi câu hỏi dễ hay câu hỏi khó? Ok, câu hỏi dễ có nội dung như sau. Đố các bạn chú Cụi lên cung trăng bằng cái gì? Hết. À, ai biết đây? Đây. Từ từ, nhanh quá. Đến 1, 2, 3 cái đã. Rồi. 1, 2, 3. Ưu tiên bạn nào nhỏ nhất? Rồi. Rồi. Bạn này đi. Bạn này đi. Rồi, xin mời. Khoan đã. Con tên gì, nhà con ở đâu, ba mẹ con là ai? Con tên Mai Di Trung Đình. Nhà con ở phường Dữ Long. Dạ, ba mẹ Phạm Hiền Hà biết. Mẹ con của mẹ Thắng đúng không? Rồi, câu hỏi của chú Cụi vừa hỏi con là chú Cụi đi lên cung trăng bằng cái gì? Dạ, bằng mặt trăng. Đúng không tụi con? Chưa đúng. Phần quà sẽ được một cây kẹo mút đến từ cung trăng. Đây là kẹo đặc biệt làm từ cung trăng. Rồi, một bạn nữ đó. Chị Hằng chọn ra. Chị Hằng chọn. Rồi, mời con. Rồi. Dạ, con tên là Quỳnh Như. Con là con của ba mẹ nào? Con là con của mẹ Nhung. Con của mẹ Nhung, trường quá trời mẹ Nhung luôn. Chị Hằng không biết mẹ Nhung là ai, nhưng giờ câu trả lời của con là gì nè? Dạ, chú Cụi lên cung trăng bằng cây thuốc quý. Chú Cụi lên cung trăng bằng cây thuốc quý, đúng không chú Cụi? Đúng không các bạn? Đúng không ạ? Đúng không? Đúng không? Sai. Đúng không? Chưa đúng lắm. Xém đúng. Nhét đúng rồi. Rồi trong chuyện một. Một bạn nam xin mời chị Hằng chọn. Xin mời con. Con tên gì? Chà, đây là chú Hào. Nghệ danh của con là chú Hào. Con đi học, con tên gì? Minh ơi. Thôi, bây giờ con trả lời của Minh Khôi là gì nè? Chú Cụi lên cung trăng bằng cái gì đó? Chú Cụi lên cung trăng bằng gì? Bằng cái cây là đúng rồi, mà cây gì? Cây đa. Chúc mừng Wow. Đến từ cung trăng. Rồi, xin mời nhà hàng là câu đố. Bánh này đặc biệt lắm luôn á. Rồi, câu đố tiếp theo. Chú đặt câu đố mà. Chưa có câu đố mà. Từ từ, xin dựng câu đố ha. Rồi, câu đố của chúng ta là trên cung trăng ngày
Câu trả lời của con là gì? Thỏ nào? Leo hoàng kim. Chúc mừng Thư. Rồi, rồi. Câu hỏi tiếp theo của chúng tôi. Rồi, rồi. Quá trời các bạn, các bạn, các bạn luôn nghe ba bước. Mình di chuyển kìa. Câu hỏi thứ ba có nội dung như sau. Nha. Đố các bạn. Đố các bạn. Các bạn muốn hỏi câu hỏi về toán học hay sinh học? Câu hỏi toán học có nội dung như sau. Các bạn hãy tưởng tượng cây đa ở trên cung trăng có năm con chim. Chú muội móc cây súng ra bắn cây đèn. Một con chim rớt xuống, hỏi còn mấy con chim? Rồi lui ra hai bước. Chị Hằng chọn, xin mời chị Hằng chọn một bạn nam. Rồi, mời con đi. Rồi, mấy con chim? Con tên là Bảo Anh. Con là con Thị Hằng. Rồi. Con là không chết con nào hết. Gần đúng. Bảo Anh câu hỏi cho bạn khác. Rồi, mời bạn nữ. Mời con đi. Còn mấy con chim? Dạ không, còn không còn con chim nào hết. Sai. Sai luôn rồi, con đi. Còn mấy con chim?
lên, rồi stop. Rồi, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Và các bạn có 1 giây để quay lên cho xin đấu. Rồi, quay lên, quay lên, quay lên. Rồi, bây giờ đứng yên nha. Nhạc tắt rồi, đứng yên. Bây giờ các bạn không được giúp nhất, không được nói chuyện, không được gặp bạn, chỉ được thở với mắt thôi, nhớ không được trải. Ăn chú bụi, rồi ăn chú bụi. Hỏi là không được trả lời. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Hay quá, rõ cao cái gì? Ok. Bây giờ các bạn lưu ý đứng yên, các bạn lưu ý. Đứng gì đó, đứng gì đó, gì đó. Hỏi. Chút xíu hỏi cho nên. Không hỏi được. Hỏi con sợ. Hỏi cái làm sợ. Con ơi, con không nên gì. Rồi. Bây giờ nè, mấy anh chụp hình quá là nhiều nè. Bây giờ mấy anh chụp cho mấy em một tấm nha. Khi chú bộ vô 1, 2, 3, các bạn giơ hai ngón tay lên cho chụp hình cái đẹp nha. 1, 2, 3, 2, giữ nguyên. Rồi, giữ nguyên. Chị Hằng ơi, phát cho mấy bạn là giơ hai ngón tay, mỗi bạn đi kiểu. Thấy chưa, nhẹ chưa lên mà cử động rồi. Nhẹ chưa đó mà cử động hết rồi. Các bạn muốn tìm được cái gì xảy ra. Rồi. Cho nhá, cho nhá. Rồi, nhạc vô. Nhạc ơi. Nhạc sôi động. Nhạc năng tốt. Lên nóc nhà là bóng bóng nhà. Ê, nhạc nào, ê. 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 Ok, mẹ chú bộ nào, bộ ba nào. Ê. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đứng im nha. Ai lúc nhất là mời qua hai đôi đứng già đó. Ok. Rồi. Con, hôm nay con có vui đi. Vui không? Làm cái kẹo. Con, hôm nay con đến đây với ai? Rồi, ba, đây. À, dễ mà. Im lạc, im. Con nha, con bị ngứa hay sao mà con cãi vậy? Con ngứa. cao thủ đứng mà miệng môi chứ chứng chứng luôn. Hôm nay con đến đây với ai? Có cái gì mà tôi chưa đâu chứ có cái gì đâu chạy quá dỗ tay quý vị dỗ tay lớn lên rồi thôi bạn này dỗ tay về nhà lên bạn này dỗ tay bạn này dỗ tay thôi nghe em chưa. Xe đầu luôn đúng không?
chuẩn bị nè, vô thế khó là nghe chưa? Nghe chưa? Nghe chưa? Rồi bạn xuống dưới.
Rồi, ok. Rồi, chúng ta tập trung dưới đây để coi chú Cuội làm ảo thuật có gì đặc biệt hơn những ảo thuật gia khác nha. Các bạn nha, khi mà chú Cuội diễn á, đây là một tiết mục mà chú Cuội ở trên cung trăng đã luyện tập một năm trời. À, chú Cuội đã xem ảo thuật gia nổi tiếng thế giới đó là David Copperfield và Dynamo. À, để bữa tối hôm nay biểu diễn các bạn xem. Thì khi mà chú Cuội diễn các bạn thấy hay, các bạn hổ vỗ tay và hát thật lớn đó ha. Được không? Các bạn ơi! Các bạn ơi! Các bạn à! Các bạn hãy vỗ tay thật nhẹ nè. À, vỗ tay. Vỗ nhanh lên. Vỗ lớn lắm nào. Hò hét đi nào. Yeah. Đúng rồi, đúng rồi. Đây chính là cái nguồn năng lượng cổ vũ mà chú Cuội cần. Rồi. Cuội ơi, các bé muốn được ngồi coi chú Cuội nên là chắc chúng ta sẽ đi lên phía trên luôn để cho các bé ngồi trên thảm cỏ cho dễ chú Cuội ha. Ok. Rồi, chúng ta sẽ di chuyển lên trên nha. Từ từ nhẹ nhàng. Từ từ, rồi. Rồi. Okay. Rồi, các bé chúng ta xem ảo thuật, chúng ta di chuyển rồi, lên trên. Rồi, chúng ta rồi, ngồi xuống thảm cỏ để coi chú Cuội làm ảo thuật nha. Ngồi xuống, đúng rồi. Sau cái mặt mức này nha. Ok. Rồi. Rồi, xin mời chú Hà và các anh chị hỗ trợ chúng ta giúp các bé chúng ta ngồi xuống. À, xin mời các bé ở phía dưới ta lên trên đây hết đi ạ. À, rất là tuyệt vời. Sân khấu đang rất đông. À. Rồi. Còn quà không ạ? Còn quà mang lên sân khấu cho chú Cuội. Để chú Cuội tặng quà hết quà luôn ha. Còn kẹo không? Còn 5 cây kẹo. Rồi, ok. Rồi, các bạn ngồi im tại đây nha. Không được nhúc nhích nha. Chú Cuội mà diễn hay là vỗ tay nha. Rồi, các bạn đã sẵn sàng chưa? Rồi, hai bịch này nó tặng cho hai bạn. Rồi, chú Hai cầm giùm. Ok. Rồi, chú Hai cầm. Nhạc vô. Ok, lớn lên nào.
Hùng Vương. Ủa, tên này nghe mạnh mẽ quá. Rồi con tên gì? Y Long. Y Long, sao tên bạn nào cũng hay vậy. Bây giờ chú cùi đến 1, 2, 3. Hai bạn cúi chào khán giả với mọi người nha. 1, 2, 3, chào. Vỗ tay. Hai bạn này sẽ biểu diễn một tiết mục ảo thuật, bạn xem. Ở đây Vương ơi, cái này là cái gì? Ly. Trong ly có nước không? Dạ không. Kỹ chắc không? Chắc. Rồi, đưa cho bạn Long. Rồi, ở đây là cái gì? Cái gì? Ấm trà. Rồi, ấm trà. Bây giờ chú cùi khát nước quá, chú cùi sẽ rót nước của ly này để chú cùi uống. Còn nước không tụi con? Cho chú uống miếng nước kìa. Đại hát quá. Bây giờ Vương ơi, nhìn vô coi có nước ở trong không? Không. Chắc không? Lâm ơi, nhìn kỹ coi có nước không? Không. Tụi con ơi, nhìn coi có nước không? Ok, bây giờ đố các bạn trên người bạn Vương chỗ nào nhiều nước nhất? Ở đâu? Bạn nào biết giơ tay? Ở đâu nhiều nước nhất? Ở dưới sông. Đang nói trên cơ sở bạn Dương mà. Cơ thể bạn Dương chỗ nào nhiều nước nhất? Hai cái núm. Hai cái núm mà. Để thử coi có không nha. Thiệt luôn. Hey, đứng yên Dương. Đứng yên. Ngọt hả? Rồi bên đây coi. Lấy sữa hả? Rồi. Bây giờ Dương uống ba la xì bùa coi. Uống ba la xì bùa. Bây giờ mà có nước là vỗ tay nha. 2, 3, hey. Vỗ tay. Ở gọi là ở ngực đi ha. Ít nước, không có nhiều. Chỗ nào nhiều nước hơn ở ngực? Rồi, mời con. Em miệng. Ở đâu? Miệng. Miệng hả? Bạn nào có câu trả lời khác? Ở đâu con? Trong bụng. Trong bụng, đúng rồi. Trong bụng. Rồi, đứng im. Rồi, lắc không, lắc không. Lắc không, lắc mạnh chứ. Rồi, ok. Ứng ba xì bùa coi. Bây giờ mà có nước nhiều hơn là vỗ tay nha. 2, 3, hey. Ồ, vỗ tay. Ở bụng nhiều hơn. Ở ngực tí xíu. Còn nước các bạn. Đúng rồi. Bây giờ các bạn hãy xem nước từ cơ thể bạn Vương chảy ra nè. Bây giờ sẽ gỡ cái đít. Chắc vậy. Gỡ không được luôn. Bây giờ ngó còn nước không? Còn không? Dạ không. Ok. Bây giờ nè, chỗ nào nhiều nước hơn ở bụng nữa các bạn? Ở đâu? Ở cung. Vỗ tay anh chị. Đây là thực tế luôn. Vương ơi, quay mặt vô trong Vương. Rồi. Đứng im không sao đâu. Hứng nước trời quen. Rồi ok rồi, trở về vị trí, xong rồi. Xong rồi. Xong rồi, rồi. Bây giờ mà nước nhiều là vỗ tay nha. 2, 3, vỗ tay. Trời ơi, nước quá trời nhiều luôn. Trời ơi, tới sáng luôn. Trời ơi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Trời ơi, trời ơi. Rồi, uống đi con. Bình tĩnh ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với tiết mục tiếp theo. Ở đây là chúng ta sẽ có hai đoạn giấy. Rồi, cho chú cùi mừng lại. Rồi, ngồi xuống nha. Rồi, con cầm một đoạn. Bạn này cầm một đoạn. Chú cùi sẽ cầm một đoạn. Bây giờ mình xé đôi. Xé đôi là giấy là xé. Rồi, xé đôi tiếp. Hi. Xé đôi tiếp. Hi. Càng nhỏ càng tốt. Xé đôi tiếp. Hi. Sau đó do là một cục tròn. Do là cục tròn như vậy. Được chưa? Dễ thương quá. Cho nhạc tua lại giùm em. Rồi. Rồi, do lại, do lại. Rồi, giơ cục giấy lên. Có trình đổ nước ở trong. Rồi. Bây giờ nhét vô một cục. Hey. Đây là cục thứ mấy? Nhét vô hai cục. Đây là cục thứ mấy? Thứ ba, ba cục. Rồi. Bây giờ Vương ơi, thổi vô cái bài thổi. Trời ơi, nước miếng không? Hai, ba, hai. Ủa? Sao quạt rất tè le rồi? Vương thổi mạnh quá. Như vũ bão mưa xa rất quạt. Thổi lại cho con. Hai, ba, hai. Trời ơi, bạn này còn mạnh hơn bạn kia nữa. Rất nặng hơn. Bây giờ các bạn
hãy cùng thổi vào và chĩa tay quạt. Đọc ơn chú quạt ơi liền lại. Trời ơi trời ơi. Rồi ướt cái quạt luôn đi. Rồi ngồi xuống, ngồi xuống. Trời ơi ướt cái quạt của tôi luôn rồi quý vị ơi. Đây bây giờ quạt mà liền lại là vỗ tay các bạn. 1, 2, 3. Hey. Yeah. Yeah, đây là tuyết ở Sapa, chú Cùi mang về đồng bằng với các bạn. Vỗ tay. Ok, bây giờ các bạn có muốn quà nữa. Rồi, ủa sao mấy nãy các bạn ngồi dưới kia mà bây giờ lớn lên trên đây rồi. Trời ơi, xin xuống xíu, xin xuống xíu. Ha. Rồi, bây giờ nè, đối với các bạn đây là bình gì? Bình gì? Bình sữa. Rồi, đây. Vương ơi, ở nhà có hay uống sữa không? Dạ có. Con thích chất lượng sữa gì? Dạ sữa Milo. Con có thích uống sữa bò Long Thành không? Dạ con biết. À, vậy thì bữa nay uống thử nha. Đây là sữa bò nguyên chất ở Long Thành. Đồng Nai mình nổi tiếng nhất là sữa bò Long Thành. Được chưa? Bây giờ thử cổ lên. Rồi, ngậm vô. Ngậm. Rồi, nút mạnh vô. Mạnh vô. Cứ nút đi, cứ nút đi. Rồi hết sữa. Rồi bây giờ đố các bạn, chú Cùi sẽ lấy sữa từ đâu người của bạn Dương? Lấy ở đâu? Dạ ở nút. Ở nút. Rồi bây giờ lấy ở nách đi. Rồi cắm vô. Rồi cái tay này mình sẽ bơm á. Đập đi, đập vừa vừa thôi. Sữa sẽ từ miệng xuống tận cổ, xuống ngực, ra nách. Nách bắt đầu bơm sữa ra. Sực 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 sực. Bơm mạnh vô, xịt 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 xịt. Vỗ tay. Thấy ghê chưa, thấy ghê chưa. Rồi, thấy con. Nhắm vô, nhắm. Nút mạnh vô. Trời ơi, bà nút mà chị Hằng cười quá. Chắc lâu rồi chị Hằng không được bú. Trời ơi, hết sạch luôn, nhanh quá. Bây giờ đố các bạn, chú Cùi sẽ lấy sữa từ đâu người bạn này? Từ đâu? Nách lên rồi. Bây giờ sẽ lấy ra từ lỗ tai. À. Rồi xin qua đây con. Rồi. Nghiêng 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 lỗ tai qua. Bên đây, bên đây, bên đây. Rồi. Sữa sẽ từ miệng ra lỗ tai. Xịt 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 xịt. Vỗ tay. Rồi các bạn ngồi xuống. Tiếp mục hay chuẩn bị sẵn sàng bắt đầu. Rồi. Không được xả rác. Giấy đúng không? Rồi, gom giấy đưa cho chú Cùi. Rồi, ok, rồi, đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi. Rồi, được rồi, ok. Rồi, chị Hằng cầm giùm chú Cùi. Rồi, bây giờ các bạn ơi, ở đây là gì nào, ở đây là gì? Vậy đúng không? Rồi, hãy xem điều gì xảy ra. Úm bà la cà na xí mùi. Úm bà na cà na xí mùi. Khói bốc lên, lửa cháy lên rồi, thấy ghê chưa? Đừng có thổi. Hả? Wow, 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 wow. Rồi, chuẩn bị nha. Rồi, bạn nào uống bá la giùm chú Cùi coi. Rồi, dở nắp ra, dở nắp ra. Yeah. Tâm tâm, tâm tâm. Coi trường phỏng, coi trường phỏng, coi trường phỏng, coi trường phỏng nha. Rồi, kẹo, 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 bạn nào chú có kẹo. Rồi, kẹo quá trời. Rồi ok, xin mời các bạn về chỗ. Còn quà đúng không? Rồi các bạn về chỗ. Các bạn muốn coi ảo thuật đâu? Rồi bây giờ chúng ta sẽ biểu diễn ảo thuật lấy quà. Rồi các bạn ngồi, ngồi về chỗ, về chỗ, về chỗ. À lấy bánh đúng rồi. Đúng rồi. Đây. Bây giờ chú Cùi sẽ biểu diễn ảo thuật. Sau đó bạn nào biểu diễn lại được, chú Cùi sẽ tặng quà nhá. Rồi giảm nhạc. À, các bạn giơ cái tay trái lên. Rồi lấy bàn tay trái chụp cái tay trái lại. Rồi kéo xuống. Rồi đẩy ra. Thôi. Giật ra con tay trái.
Bạn nào làm được? Bốn bạn, hai nam hai nữ. Rồi, một, hai, ba. Rồi, hết rồi. Rồi, điều gì? Sao dạ, con sao? Rồi, rồi, ok. Rồi, ok, bây giờ biểu diễn nè, giơ cái tay cái ra. Giơ cái tay cái ra. Rồi, đúng chưa? Rồi, kéo xuống cho. Rồi, đúng rồi. Rồi, dứt lên. Wow. Ok, rồi. Hay quá. Chú Hề tặng quà. À. Rồi, bạn nào làm được tặng kẹo luôn. Rồi. Chưa có bạn. Rồi, ok. Vâng ạ, và các bạn ơi. Rồi. Các bạn ơi. To lên nào các bạn ơi. Hôm nay các bạn có vui không? Có. Vui nhiều không? Có. Ok, thì chương trình ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Và các con bây giờ chú cô chú các con này cũng là học thật giỏi, là con ngoan trò giỏi của thầy cô và cha mẹ. Được không ạ? Và nếu các bạn học giỏi học ngoan á, nghe lời ba mẹ, năm sau chú cô và cha sẽ quay trở lại để tặng quà các bạn, được không? Được. Ai đồng ý giơ tay. Rồi, và một lần nữa thì chú Cùi và chị Hằng cũng thay lời của ban tổ chức chương trình đến chúc cho các con sẽ có một mùa trung thu thật là tuyệt vời. Rồi, một năm học mới, học tập xem là giỏi, thật là chăm ngoan. Để năm sau chúng ta lại có